tên là Khanh, tôi là người Việt Nam. Tôi đã sống ở Úc được 23 năm. Công việc của tôi là điều học viên cho chương trình NDIS. Cách đây 23 năm khi mà tôi rời Việt Nam sang Úc định cư thì tôi không có biết gì về cái hệ thống bầu cử ở nước Úc và những quy định về việc bầu cử. Mãi cho đến khi tôi được vào quốc tịch Úc thì lúc đó tôi được đi bầu. Và lúc đó thì tôi rất là hãnh diện là mình đã được đi bầu. Lần đầu tiên đi bầu thì tôi thật sự là lúng túng vì tôi không biết điền vào lá phiếu như thế nào. Thì may là lúc đó có nhân viên của AEC, họ đưa tôi một cái tờ thông tin về hướng dẫn cách bầu bằng tiếng Việt. Nhờ vào tài liệu bằng tiếng Việt và những tài liệu bằng 33 ngôn ngữ khác nhau có thể tìm thấy trên trang mạng của AEC, thì tôi thấy việc điền vào lá phiếu dễ dàng hơn, tôi có thể hiểu và điền làm sao cho hợp lệ. Và từ đó tôi đã truyền lại những cái kiến thức này cho những người trong cộng đồng của tôi. Bầu cử rất quan trọng đối với tôi vì tôi hiểu là việc bầu cử có ảnh hưởng quan trọng đến quốc gia thông qua lá phiếu và cũng là một đặc quyền. Tôi muốn tham gia vào những quyết định mà chính phủ đã trao quyền cho tôi và những người trong cộng đồng của tôi. Ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền